À, chào mọi người. À, mình vừa ghé qua đại lý Yamaha mua hai chai Yamaha Club Carbon Liner ha. Thì công dụng của cái chai này là thuốc sổ sổ lãi. À, mình đùa thôi. Thì cái chai carbon này á, nó có tác dụng là làm sạch cái bùn đốt, tăng sức mạnh cho động cơ. Thì trước giờ mình tẩy giun cho người thì ai cũng biết rồi ha, định kỳ 6 tháng một lần. Thì cái chai này nó có công dụng là mình tẩy giun cho xe. Nó có tác dụng là mình sẽ làm sạch cái bùn đốt, làm sạch bùn đốt ha, làm sạch cái sú bắp, đầu kim phun, cái đầu piston hoặc là mấy cái đầu buji của mình á. Thì nói chung là những nơi nào mà xăng mình nó chạy ngang qua thì cái chai carbon cleaner này nó sẽ theo đường xăng đó, nó sẽ làm sạch toàn bộ mọi thứ ở trong đó. Thì nó có một số cái hiệu quả là khi mà mình khởi động xe bị yếu nè, xe mà tiêu hao nhiên liệu nhiều, chạy mà cảm thấy xe bị rung lắc, hay là mình tăng ga lên yếu, hay là tiếng động cơ nó bị ồn á, hay là mình chạy mình nghe phía sau bô mình nó bị kêu bụp bụp á, thì mình sử dụng cái chai carbon cleaner này để mình vệ sinh sạch sẽ cho xe, thì xe nó phục hồi, nó gần như là phục hồi lại cái hiệu quả ban đầu của xe. Thì mọi người chú ý ha, cái chai mình á thì ở đây nó có cái chỗ để mình mở ra nè. Đây là cái tem, tem này ba lớp thì nó có nhiều ngôn ngữ khác nhau ha. Có tiếng tiếng Thái nè, tiếng Anh, tiếng Em rồi tiếng U gì đó. Cho mọi người coi ha. Đó, mọi người có thể pause clip lại để đọc kỹ hơn. Đó, thì cái chai này á thì người ta khuyên là cứ 3.000 km á thì mình sẽ đổ một cái chai này vô bình xăng để mình xúc rửa cái bùn đốt của mình. Thì một chai này á mình sẽ pha trộn từ 3 tới 4 lít xăng với xe máy thường, còn mấy xe mô tô bình xăng lớn á, thì mình sẽ sử dụng hai chai cho 10 lít xăng ha. Rồi bây giờ mình tiến hành đổ cái chai này vô bình xăng ha các bạn.